Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lợi Minh. Hôm nay chiều thứ tư, Bắc Mỹ Mountain Time. Chúc anh chị em, các bạn ở quê nhà gặp được nhiều may mắn. Tình hình coronavirus ở bên Mỹ thì cũng không có gì khả quan lắm. Số người lây nhiễm hiện nay đã gần 4.600.000 người. Và số người tử vong thì cũng đã lên 150, gần 154.000, nó gần 155.000 chứ. Nói chung bệnh coronavirus hiện nay thì nó cũng còn nhiều khó khăn, cho nên nó tạo ra cái kinh tế Mỹ cũng chưa có ổn định. Thì bên cạnh đó, mình theo dõi tin tức thì cũng thấy ở quê nhà cái vấn đề mà bệnh nhiễm coronavirus nó đang lây lan, hy vọng là nó sớm sẽ kiềm chế được. Còn nước Mỹ bây giờ nói chung nó loạn dữ lắm anh chị các bạn. Đời sống xã hội Mỹ bây giờ có nhiều người ngồi đó mơ tưởng nước Mỹ. Bây giờ qua Mỹ tơi bời ba lá. Đi xem một số diễn đàn của anh chị các bạn chia sẻ, thấy mấy cái đám nó cuồng Mỹ, nó ngồi đó nó mơ mộng. Nó mơ là nó sẽ đến được nước Mỹ. Để rằng mà nó được sung sướng. Cái kinh tế kỳ này, chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Cũng còn vài hôm nữa là mình về tới Việt Nam rồi. Mình gọi là excited đó. Nói chung thì về chuyện này cách ly, mình cũng muốn cách ly cho biết, để biết coi cái cách ly Việt Nam như thế nào. Để mình cũng muốn đưa những cái thông tin để lên trên mạng để cho mọi người thấy được cái sự cách ly trong nước nó khác biệt như thế nào, mà thấy mấy cái đám chống cộng nó lúc nào cũng xuyên tạc Việt Nam hết. Cái gì ở Việt Nam nó cũng xuyên tạc được hết. Mấy cái tụi mà nó chấm cộng, phải nói là nó bị cái gì á. Việt Nam mà cái gì nó cũng chê. Nhiều đứa nó sanh ra Việt Nam, nó ăn ra, nó lớn lên Việt Nam, nó cũng chê Việt Nam. Mà tôi thấy dân Việt Nam mình á, những người mà chê Việt Nam đi qua bên Mỹ là toàn là đi làm cu li không à. Phải qua bên Mỹ mà đi ra hải ngoại mà họ làm ông này bà nọ, họ được nở mặt nở mày. Bà con lối xóm á, thì mình không nói gì đi, phải không, mà lên mạng mà ở ngoài đời cũng vậy, qua được Mỹ rồi bắt đầu là tưởng đâu là mình lên tới 9 tầng mây hay gì. Qua toàn là lao nô chết mẹ luôn. Dân bản xứ thì nó cốc đầu tía má nhìn không ra. Bó tay. Nhiều khi cái người Việt của mình ngộ thì chứ, suy nghĩ cũng không ra. Ở trong nước thì không chịu lo làm ăn, không chịu biết mà tiến thân, cái ngồi đó nhìn những cái tiêu cực xã hội rồi bắt đầu lên mạng chửi chế độ, chê bai. Tới chừng qua được Mỹ rồi, thằng thì đi rửa chén, đứa thì đi lụm lon. Nó thê thảm. Ở Việt Nam chống rồi ghê gớm lắm, qua được tới Mỹ rồi đời sống nó hoàn toàn khác anh chị các bạn. Nhất là cái đại dịch coronavirus hiện nay, anh chị các bạn biết nó đã lột trần được những cái bộ mặt thật của cái xã hội Mỹ. Mà cũng còn có những người họ vẫn mê muội. Đi vào trong một số diễn đàn của anh chị các bạn thấy mấy cái thành phần mà nó vẫn còn mê muội, mà nó nổ. Nó quảng cáo nước Mỹ, mình ngồi mình thấy ớn chế độ. Nó nói là nó đưa gia đình nó qua được tới Mỹ, học lấy được cả bằng tiến sĩ, đi ra làm lương mấy trăm ngàn năm. Nó nói y như thật vậy. Nó nói mà nhiều người trong nước chắc nghe chắc là wow. Y như thật vậy. Mà đâu có dễ ăn như vậy. Đâu có vậy.
nó không có sự thật, nó phũ phàng lắm. Tôi nói anh chị các bạn, vừa rồi bây giờ ở bên Mỹ nhiều người người ta có bằng cấp kỹ sư rồi, cũng còn thất nghiệp lên xuống, gần hơn 30 triệu người đang thất nghiệp hiện nay. Chính phủ phải bơm tiền vô để đặng cầm hơi hàng ngày, chứ làm gì có chuyện mà tự nhiên một du học sinh qua bên Mỹ đi học lấy được cái bằng bằng cấp rồi ra trường tốt nghiệp tiến sĩ. Tôi nói chị các bạn biết, du học sinh có giỏi cỡ nào giỏi qua bên Mỹ mà học hành học hết 4 năm đại học mà lên lấy được cái tiến sĩ nữa thì đâu phải là chuyện giỡn đâu. Mà mà được Mỹ mà nó nhận bô công ty của nó mà nó trả lương mấy trăm ngàn năm nữa. Tôi nói chuyện đó không bao giờ có, đốt đuốc cũng không có nữa. Ngoại trừ anh là một khoa học gia gì trong Việt Nam hay là một nghiên cứu gia gì trong Việt Nam mà được cái trường đại học Howard của Mỹ, những cái trường đại học nổi tiếng danh tiếng của Mỹ nó mời qua, nó nghiên cứu, mời qua để nghiên cứu khoa học á, nó thấy được cái kiến thức và trình độ, mai ra thôi á nó còn kêu hợp tác làm việc với nó với số lương đó thôi. Chứ còn mà một người mà cho con đi qua Mỹ du học và lấy được bằng tiến sĩ lên mạng Facebook phe là được trả lương 289.000 năm là chuyện đó rất là hoang tưởng, chuyện đó không bao giờ có. Và anh chị các bạn cẩn thận mấy cái thành phần mà nó cuồng Mỹ á, nó nổ mình thấy ớn cho đầu luôn. Nổ mình thấy mà mình còn sợ luôn á. Thế là tôi ở Mỹ mấy chục năm mà tôi thấy mấy tụi đó nó nổ tôi còn thấy voi bạc đạn luôn. Chuyện nó nói hay thì chứ nó nói y chứ thật vậy nha. Mà hai ba đứa nó hè nhau, nó tăng bốc nhau và nó ca tụng nhau mình ngồi. Thấy nó làm sao vậy đó. Bởi vì có nhiều đứa ở trong nước, có nhiều người họ không biết, họ tưởng đâu thật. Cái ngồi đó mơ nước Mỹ. Mơ đi ra hải ngoại, tới chừng đi ra được rồi. Màng đẹp ơi, đi làm, đi rửa chén, đi lụm lon, đi làm bồi bàn, đi bưng phở, đi cắt cỏ, cái giống gì cũng làm hết. Để đặng mà có tiền đặng mưu sinh. Các bạn thấy không, có sự ảo tưởng ở trong đó là nó lại cho rằng là Việt Nam bây giờ mà Mỹ mà cho đi thì người dân Việt Nam đi hết. Thì nói chuyện đi qua Mỹ, mình đi qua Mỹ rồi mình để làm cái gì mới được, mình qua xứ người ta mình làm cái gì, qua xứ người ta mà ngồi đó cúi đầu cúi cổ đi làm ô xin trông mong qua được Mỹ để đi làm ô xin rồi đi làm lau nô. Màng ơi, tại vì nó có cái đồng đô la nó trên lệch thôi, làm ở Mỹ chi phí ở Mỹ, tiền thuế tiền này tiền nọ, nhà cửa xe cộ cái gì cũng phải đóng thuế rồi bảo hiểm, những chi phí rất là lớn, chứ đâu phải ngồi đó cái nhìn qua cái live stream hay là lên mạng rồi nổ tao qua Mỹ làm, qua Mỹ tao đi du học thôi, ra trường làm được lương mấy trăm ngàn năm. Không bao giờ có chuyện đó đâu anh chị các bạn. Mấy cái tụi mà nó cuồng Mỹ nó nổ á, nó làm cho những cái giới mà trẻ, một cái số thành phần nó cuồng Mỹ nó điên lên. Rồi khi nó nhìn thấy những cái đồng đô la Mỹ thì tại vì nó trên lệch là khi gửi về Việt Nam thôi. Tôi nói chuyện các bạn bên đây làm ngày 200 đô đi, chi phí giờ vất vả lắm chứ không phải giỡn đâu. 200 đô ra, nếu mà một người làm công việc hành chính 200 đô còn phải trả thuế này nọ bảo hiểm này kia về còn khoảng 160 đi, 160 rồi trừ bảo hiểm này kia còn 150 rồi tiền này tiền nọ tiền hành tiền tiêu tiền tỏi nữa. Màng ơi, về nhà rồi bắt đầu chi phí nhà cửa, ô nó còn nhiều thứ phải chi phí, thức ăn đồ ăn thực phẩm bên Mỹ giờ nó lạm phát được nói gì chứ. Cái vấn đề mà COVID-19 hiện nay anh chị các bạn biết ở bên Mỹ lạm phát nó cũng tăng mạnh lắm. Bây giờ đi vô chợ
mua đồ ăn thực phẩm này kia, thấy vậy chứ tính tiền ra mỗi lần đi vô bước cái 200-300 không á, chứ phải như lúc trước đâu, nó tăng lên chút chỗ này, nó tăng lên chút chỗ kia, nó tăng không à, nó không có hạ. Nói chung thì hôm nay lại mình like tại vì lên mạng thấy một số mấy thành phần nó ngồi đó nó cuồng mỹ, nó ca ngợi nó ca ngợi mà nó nổ, mình thấy mình ớn chờ đầu, mình thấy dội bạc đạn luôn á. Thành ra cẩn thận, tụi nó nói xạo á anh chịu các bạn. Mỹ này đâu phải dễ ăn đâu, cuộc sống của nó ảo tưởng bên ngoài vậy lắm. Nhiều người ngồi ở Việt Nam cứ mấy cái tụi chống cộng nó lên mạng á, nó cho ăn cái bánh vẽ rồi ngồi đó cứ mê, ngồi đó cứ tôn sùng Mỹ. Thôi mình về tới nhà rồi, giờ mai là chuẩn bị phát đồ để đặng sáng chủ nhật thứ bảy bên này là mình dọt rồi. Thôi xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.